mà trực tiếp mà nha. Trời ơi, đã chưa? Đã. Trời ơi, có đã chưa? Rồi, để em mới phát tấm hình coi nè. Chụp đi. Trời ơi, khách đang lọc dơ. Chanh Hữu chụp hình lại. 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 Đỏ vậy. Mấy bạn muốn mua hàng liên hệ theo số điện thoại được gắn trên clip nha. Mùi này cũng hôi quá à. Chụp vừa thôi má. Lấy đồng tiền thiệt chứ. Nhớ bật khách đề để xem chất lượng hình ảnh tốt nhất nha. Nhớ cho tiếp kia luôn nha. Vậy mà không qua cái chân nó không có ngứa mà cuối cùng nó cũng ra quá trời. Không chị, phần nào mà nó đổ mồ hôi ra rồi á thì nó mình không lọt á. Phần này hình như chị lọt rồi đúng không? Đâu có lọt đâu. À, nó tự bong ra rồi, chị bận quần á, nó cứng á. Nó bong ra, nó tự bong. Đúng rồi chị, ôi mẹ ơi. Nè, đây da. Ôi bây giờ mong. Nhanh lên còn lột cho bà kia nữa kìa. Trắng chưa? Thôi má trắng rồi, khoe hoài. Đây nữa nè. Cho mày tay chị. Ai chụp? Chưa, tắt nha. Em quay lòng chị mày.